Hello chào cả nhà. Hôm nay Nam với team xe đạp của Nam sẽ đi đạp xe về miền Tây, đi tham quan chùa Vĩnh Tràng ở thành phố Mỹ Tho và nhà dừa Coco Home ở Vĩnh Long, ở Cù Lao An Bình. Đi 2 ngày 1 đêm. Đoạn đường đi từ đây xuống tới Coco Home nhà dừa ở Vĩnh Long là 140 cây. Vậy là bận về là tổng cộng là 280 cây. Mời cả nhà theo dõi tiếp tục nha. Chuyến đi hành xác bắt đầu. Ở ngã tư Đức Lập, anh em rẽ trái đi ra hướng Bến Lức. Tới đây thì Đức cũng tiễn anh em đến đây. Cảm ơn Đức nha. Hẹn Đức tu sau nha. Hôm nay Đức còn hơi mệt, đi chơi cả tuần sướng quá nè. Rồi bye bye nha. Bây giờ là 6 giờ, anh em đã đi được 41 cây rồi. Xuất phát nhà là 4:20. Rồi anh em đã đến được cầu Bến Lức. Anh em sẽ ghé đây ăn sáng, uống cà phê, nghỉ ngơi tí. Rồi sẽ đi tiếp đến chùa Vĩnh Tràng, thêm 40 cây nữa. Cố lên em ơi, ăn sáng tới nơi rồi. Rồi anh em đã qua Bến Lức rồi, bây giờ đang thẳng tiến về Mỹ Tho, chùa Vĩnh Tràng. Bên đường đi có mấy ông chú tham gia cùng hướng nè. Hello, khỏe không à? Lại được ăn, cứ chạy tốc độ vậy nha. Quân phát biểu câu ơi, Quân ổn không? Ổn không? Đây anh đi đang bán đèo, anh cứ chạy bánh 700. Mình đang chạy tốc độ 35 km/h nha nè. Chà, cái kèo này khỏe dưới trời, nó gió kẹo quá trời luôn. Trước chào chào tiên con cái trước ơi. Rồi chú cũng đi rồi, chưa chính tràng với tụi mình rồi. Đi đi về em. Dạ. Củ Chi thôi à? Đặt nhậu Củ Chi. Nhậu. Đã rồi có nhậu miếng cho nó vui. Thôi, đứng từ đi. Nhậu cái rồi, đạp nhậu chụp nữa mà giờ đạp nhậu quay. Là nhậu quay. đang lập tốc độ là 31-32 km/h. Team mình đợi giờ đã tách làm hai nhóm. Top 1 đang dẫn đầu là Thanh, thứ hai là Ni và Nam, còn top 2 ở mức phía xa, còn cách thành phố Mỹ Tho khoảng 5-6 cây số nữa. 8:40 anh em đã đến thành phố Mỹ Tho. Bây giờ anh em đang tìm đường đến chùa Vĩnh Tràng. Đây là một ngôi chùa cổ lớn, nổi tiếng ở miền Tây, đặc biệt là ở Tiền Giang. Rồi, cuối cùng anh em cũng đã đến được chùa Vĩnh Tràng. Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu quốc thới dân an. Đây. Giờ chùa tham quan tí ha. Trước mặt mình đây là chánh điện. Ở đây cũng có bên tay phải mình tượng Phật Quan Thế Âm. Đây là một ngôi chùa cổ ha. Nó có kiến trúc Đông Tây kết hợp. Đặc biệt là trên những cái kiến trúc của những cái cửa sổ
đi vòng ngoài được trước đi. Bên tay trái của chùa là có một cái tượng Phật Di Lặc rất là lớn. Đây, đang ngồi, mình cười rất là tươi. Phía sau ngôi chùa là một cái ngôi bảo tháp 7 tầng. Bên phải của cái ngôi cái bảo tháp này là một tượng Phật nằm rất là to. Trong chính điện ha. Vừa tham quan xong chánh điện, bây giờ mình sẽ đi ra, đi theo anh em tiếp tục đi đến Vĩnh Long, Cù Lao An Bình, tham quan nhà dừa Coco Home. Nghe nói là có nhà này được xây dựng bởi 4.000 cái cây dừa cổ và gần 6 tỷ đồng. Là sẽ thêm vàng nó đẹp như thế nào. Bây giờ kém 5 anh em đã đến chân cầu Rành Miễu, đã đi được 95 cây rồi. Bây giờ anh em lên cầu Rành Miễu nhé, qua Bến Tre. Rành Miễu ra đã lên đỉnh cầu đầu tiên. Đang đến đỉnh cầu đầu tiên. Tiếp theo là quân số 2. Ok. Rồi. Anh em cũng đã đến. Anh em ngắm cầu Rạch Miễu lúc 10 giờ trưa. Kỷ niệm sửa xe ở đỉnh cầu Rạch Miễu. Đây là kỷ niệm đáng nhớ cô Phú. Không bao giờ quên đó Phú. Không bao giờ quên. Lần đầu tiên là Ma Thiên Lãnh. Gặp ma. Gặp ma. Gặp miếu. Khổ thiệt chứ. Mà các bạn này
rồi, 10 giờ rưỡi anh em đã đặt chân đến địa phận Bến Tre, xứ dừa. Đón chúng ta trước mặt là nguyên hàng dừa. Bây giờ là 11 giờ 11 phút. Anh em đang di chuyển về phà Tân Phú qua cầu An Bình giữa trưa, đói bụng. Kiếm một cái quán để ăn trưa mà chạy từ nãy giờ chưa thấy. Kèo này không lẽ qua luôn nhà dừa ăn luôn trời. 11 giờ rưỡi anh em cũng đã có bữa cơm thân mật. Không thân lắm đó, gia đình người bán cơm. 6:10 6:20 ăn được ăn sáng. Con giờ được ăn bữa nữa. Rồi, hấp dẫn quá. À. Rồi. Mời cả nhà tắm cơm. 12:34 sau khi đi 124 cây thì cũng đã tới bến phà Tân Phú qua cồn An Bình. Trăm mấy rồi, 120 rồi. Gì bớt vậy này? Đã đến được bờ của cồn An Bình rồi. Cái cồn này là nửa là của Bến Tre, nửa của Vĩnh Long. Cái nhà dừa Coco Home á là nằm mé bên Vĩnh Long nha anh em. 2:52 team đã đi được 140 cây. Chính thức chia tay huyện Chợ Lách, bắt đầu vào địa phận tỉnh Vĩnh Long. Chỉ còn vài km nữa nhỏ nữa giờ sẽ đến nhà dừa Coco Home. Khoan từ từ rồi, người, dừng lại có bán đồ đi. Rồi dừng tới nhà dừa Coco Home Vĩnh Long rồi anh em. Đi dọc cái con kinh nhỏ, đường công công hiệu quả rất là đẹp. Thanh Lan dẫn đầu rồi, team anh em ở phía sau. Chạy đi cái chạy đi thì cố Y2K rồi đồng anh tiếp theo. Khổ thiệt chứ, gần tới nơi rồi. Anh em còn có 1,3 km nữa là tới nhà dừa Coco Home Vĩnh Long. Bây giờ phải xử lý hai lần, lần thứ hai nè. Dạ. Hai lần à. Kỷ niệm của ông Phú. Mốt phải đi thường xuyên nha Phú. Đi thường xuyên nha. Mang ba cánh một tới xe anh Thanh. What the hell? Hay lắm, xe mình cũng lo. Mình đặt đi giá. Chị hay lắm. Anh em đã đến được cái nhà dừa Coco Home Vĩnh Long. Trước mặt này anh em. Bên hông là một dòng sông nhỏ. Trồng rất là nhiều dừa. Công ty trách nhiệm hữu hạn dừa thương mại nhà dừa Coco Home, kiến trúc độc đáo, từ 4,000 cây dừa địa phương, phí tham quan 20,000 nha. Vô. Ở đây trồng cây ăn trái rất là nhiều. Bên đây thì có rất là nhiều cái chòi để ăn uống. Nhà vệ sinh cũng đẹp đấy chứ. Toàn bộ đồng dừa hết em. Quá trời. Có ăn nhậu luôn. Đây. Cái nhà dừa này có cái view
cặp bờ sông rất là đẹp, rất là mát. Đây thì gần không được. Cây rễ nha, rễ dừa nhiều hình thù khác nhau, đẹp quá. Đây toàn bộ là bằng dừa không, 4.000 cây dừa cổ không, từ nhà mà tới đàn gỗ luôn, ở dừa luôn, rất là đã. Nó quay một vòng ha. Ấm trà và dừa. Wow. Đã. Thằng giấy. Còn cái này là bằng bằng cái sợi dừa ha. Đúng không? Cái gáo dừa. Đúng không? Đã ha. Mài rất là nhẵn nha anh em. Đổ bằng cây dừa. Cái nhà này á. Dạ. Tất cả toàn bộ là bằng dừa. Dạ. Chừng nói là bấm đèn và quạt máy thôi. À. Mình cất cái nhà này là nhà theo cái kiểu truyền thống, ba gian hai trái để giữ lại cái nhà truyền thống miền Tây Nam Bộ. Dạ. Tại vì bây giờ ai cũng quy la biệt thự nào hết. Dạ. Và ý tưởng như đó chúng tôi cất cái nhà này là bằng cổ. Dạ. Đặc biệt là cái ruộng dừa. À. Tại vì mọi người đi đâu cũng thấy dừa và nghĩ cây dừa mình lấy trái đâu thôi. Đúng rồi, đâu có nghĩa là xây dựng được một cái ngôi nhà mà khang trang như vậy, hết đồ dùng cũng bằng dừa. Chưa, lần đầu tiên. Có một cái ao cá coi, nhà cô nói cá coi rất là đẹp, bự kìa, cá coi này bự chà bá luôn. Khá đã luôn. Thấy nó biết nó quay làm sao mà nó ngồi lên là đẹp quá trời quá đất luôn. Ở đây có bán rất là nhiều đồ lưu niệm này nè, giống như đây là con khỉ. Bóp, vâng. Cái này tất cả đều là bằng dừa hết. Bên đây có gì đây? Rượu nhộng.
đi uống sao ha. Mật ong nguyên chất à, đây là mật ong nguyên chất, hoa hoa nhãn nè. Đây có dép làm từ dừa luôn nè, 120.000 đô đôi nè. Nhẹ lắm anh em, tưng luôn á, à, đủ size hết. À, bên đây là có những cái bình, cái này là 120.000, à, bình gáo dừa, thì toàn bộ là những cái sản phẩm từ gáo dừa mà ra. Vô tới chỗ ăn rồi ở nhà dừa Coco Beach, Coco Home mà vẫn còn bị lũng xe thành và tăng thành khổ lắm. Đây làm dấu nè, để mình mòn cũng giá đó chứ đi. Còn ai đóng thành với ai ta? Dạ con tạm biệt cô Tám. Hẹn gặp lại. Đây. Khi mà sau khi ăn uống xong chia tay cô Home Vĩnh Long thì bây giờ đến bến phà Đình Phao để qua thành phố Vĩnh Long ngủ đêm đó, tối lai rai vui chơi. Ok vô khi anh em tắm rửa sạch sẽ ở trong khách sạn xong, giờ đi kiếm cái quán nhậu bờ kè xong cổ chiên nha anh em. Rồi vô anh em nhậu ngay cái view bờ sông, ngay cái bệnh viện đa khoa Xuyên Á ở Vĩnh Long rất là đã. Rồi vô anh làm ô anh làm chủ yếu nè. Tối nay đồ khô khoảng 1 giờ cái mình đạp về từ từ sáng mấy 8 giờ. Anh mấy giờ đi cũng được đó. Tại tối ngủ công nô cũng không. Giờ về cũng được. Cũng được chứ mới làm 3 món mà lâu quá. Thôi nhậu luôn bạn ơi. Chờ đi, chờ đi. Nô quá. Vô. Không à, nhậu ngay cạnh bệnh viện Xuyên Á của Vĩnh Long à. Anh Thành với chúng gió đó nó đi thù. Nhậu bên đây mà bệnh viện bên kia hả? Anh với cậu tối ngủ đóng cửa nha. Tối ngủ đóng cửa, khỏi chờ cửa em nha. Em đi sạch của anh trước. Bữa là nói là đi trúng vô tuần này là thấy được hai ngày 7 nhật là phải bút liền. Ngon. Đúng giờ này là em cực rồi. Ai? Bữa vô là xem kèo. Vô. 1 2 3. Vô. Vô chị Dung mến yêu của em là chị Dung. Sau khi ngủ một đêm ăn nhậu nghỉ ngơi, sáng sẽ hôm nay team sẽ ăn sáng ở thành phố Vĩnh Long, sau đó sửa xe dòng phú và vô dê. À, thấy mặt chưa Thanh? À, vừa lòng chưa? Bỏ tàu bay, ăn ngày bay về cho lẹ luôn á. Rồi sau khi hai cái vỏ cái đàm mới thì anh ta đã cứ ngắt luôn ta, sướng ta. Kè này ai chạy là vú kia kè này đó. Ơi, cảm ơn chú đã cứu hộ cái vỏ xe. Dân chơi xe thôi. Thấy trường hợp này là tụi con chạy hồi nói vòng 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 ha. Rồi cái qua mấy tiệm không có. Gặp cái trường hợp này hỏi giúp đỡ liền tại vì cái con gặp cái bạn em cũng làm chiếc xe mà nó bắt nhỏ. Bây giờ là 9:41.
anh em chia tay thành phố Vĩnh Long đi về Củ Chi. Cầu Mỹ Thuận trước mặt rồi anh em ơi. Rồi, go. Còn đường dài còn 137 cây nữa tới nhà. Cửa lên. Thấy cầu chứ kìa. Thấy cầu rất đã ha. Hello, nè. Đưa cậu Mỹ Thuận nè. Đây. Anh em bắt đầu bước vào cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ Vĩnh Long và Tiền Giang. Nhóm bích lên thôi anh em ơi. Lẽ Thành đã yếu nữa Thành. Ôi, anh em cũng đã lên đỉnh cầu Mỹ Thuận rồi. Ngay tới nhì quân thứ ba. Tiếp xe sao này. Và cuối cùng là Hải Dương Vũ. Trên đường về N2 thấy một cái đánh đồng đúa rất là đẹp, vàng, wow. Đó. Anh em đang đạp về, bây giờ là 4:36 rồi. Nói rằng cảnh sông nước đang chờ hai lính cuối cùng chốt đoàn. Go. Gần 6 giờ rồi anh em về tới Đức Hòa. Đói quá. Đến còn vô khung hình cười được hả? Rồi. Ni lung tay kìa. Đói lung luôn rồi. Ở rung hết rồi không? Rồi. Ăn miếng xong về tới nhà tính tiếp. Rồi, anh em cũng đã tới an toàn rồi. Bây giờ là 7:52 phút tối. Team của Nam đã đi được 319,6 km sau 2 ngày 1 đêm. Đi ở Bến Tre, Vĩnh Long cũng đã về tới Củ Chi an toàn. Cũng có một số sự cố nhỏ như là Nam bị chưa ra khỏi nhà bị rớt hư điện thoại. Phú thì bị lũng xe bởi bánh xe. Thanh thì cũng bị xì xe. Cũng rất là nhiều công việc nhưng mà cuối cùng team cũng đã về đích an toàn. Gặp lại cả nhà ở video tiếp theo của Nam nha.